Dạ em xin chào tất cả cô chú anh chị em trên kênh YouTube. Hôm nay Bất Động Sản Long An review một nền đất thổ cư tọa lạc tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Đây là đường tỉnh lộ 835, em đi thẳng về ngã tư Gia Bảo nè, tầm khoảng một cây số. Mình đi thẳng là về bệnh viện Cần Giuộc, chợ Cần Giuộc. Mình rẽ tay trái là về ngã ba Tân Kim, đi cầu Ông Thình hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Mình rẽ tay phải là về cảng quốc tế Long An, cự ly gần. Đây là tiến vào đất, ở đây có tên đường Ngô Thị Xứng, đường xe tải 2,5 tấn nha, vào đất. Cô chú anh chị em theo chân mình review vào tới đất nha. Đây là tỉnh lộ 835 nè, đường nè, đường vào đất nè, có tên đường là Ngô Thị Xứng. Đèn đường camera nè, dân cư đông nha, nhà cửa đông đúc, hàng xóm thân thiện nha. Từ vị trí đất và ra tới tỉnh lộ 835 á, tầm khoảng một cây số. Xung quanh đất nhiều tiện ích nha, nhà đông nha, dân cư đông nha, hàng xóm thân thiện nha, an ninh nha. Đây là đường Ngô Thị Xứng nha, xe tải 2,5 tấn nha. Đường này xe tải 2,5 tấn chạy quy vô. Đây có đèn đường camera luôn đây. Hôm nay Bất Động Sản Long An review một nền đất thổ cư 100% xây dựng tự do nha. Xây một lầu hai lầu quy vô nha. Mình review cho quý khách xem. Anh chị muốn đầu tư về đây đầu tư xây nhà ở đầu tư ok luôn. Đây có căn nhà biệt thự mới xây đây. Đây mình rẽ nè, rẽ phải nè, đường thông thoáng nha. Camera đèn đường đầy đủ luôn nha. Đất thổ cư 100% nha. Tọa lạc tại ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Từ tỉnh lộ 835 vào tới đất tầm khoảng một cây số. Đây là mặt tiền Ngô Thị Xứng nha. Xe tải 2,5 tấn. Đây là đường vào đất nè. Đường vào đất thì đường xe ba gác nha. Cách đường mặt tiền Ngô Thị Xứng này tầm khoảng 50m nha. Đây. Trước đây đường Ngô Thị Xứng nè, mình đi thẳng nè. Mình đi thẳng ra đường Lương Văn Tiên ha.
Còn đường này mình review ra tỉnh lộ 835 á. Đây là hướng này hướng vào đất nè. Từ mặt tiền Ngô Thị Xứng vào tới đất là đường xe ba gác nha. Tầm khoảng 50 mét thôi. Đây mình tới đất mình rồi đây. Đất có cắm cọc hết nha. Đất này xây nhà mua bán kinh doanh ok nha. Đây, ở đây có cọc nè. Cọc này từ qua cọc này qua cọc bên kia là ngang 5 m, chạy dài xuống dưới kia là 21 m. Đây là đường trước đất, đường thông thoáng nha. Đây nằm bên hông đất có cái đường, có một lối đi riêng nha. Giá bán thì quá rẻ bèo, 650 triệu là quý khách đã sở hữu một nền đất thổ cư nha. Tổng diện tích là 105 m² nha, 650 triệu thôi. Quý khách mua kinh doanh xây nhà ok nha, đất thổ cư 100% sổ hồng riêng nha. Đây, từ cọc này xuống cọc kia, chạy dài xuống dưới kia ha, là 21 mét ha. Từ cái cọc này ha, qua cọc kia ha. Đó, từ cọc này qua cọc đó nha, là 5 mét, chạy dài 21 mét, 650 triệu nha quý khách. Cách mặt tiền Ngô Thị Xứng tầm 50 mét thôi. Nhà cửa đông đúc nha, hàng xóm thân thiện nha, điện nước đầy đủ luôn nha. Đây, bên hông đất có một lối đi riêng nha, lối đi riêng ra Ngô Thị Xứng nha. Đó, Ngô Thị Xứng kế bên luôn. Đây lại Ngô Thị Xứng 50 m nè, có cái cột điện nha, cột điện là mặt tiền Ngô Thị Xứng á. Mình đi thẳng là ra Lương Văn Tiên nha. Mình rẽ qua hướng bên đó là ra tỉnh lộ 835 nha. Khách mua đầu tư xây nhà ok luôn nha. Sổ hồng riêng nha. Sổ có sẵn luôn nha. Bất động sản Long An xin kết thúc video tại đây. Anh chị cô chú xem video hay nhớ đừng quên đăng ký kênh và để phần comment bên dưới phần video. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn.